Hello, xin chào anh em nha. Hôm nay em quay cho anh em một con pho 4.600 theo yêu cầu của anh em nha, mà tại vì sáng ban ngày em lu bu quá, tối em giờ em mới rảnh nè, tại mai em mắc đi học bằng lái nữa nên lu bu không có thời gian. Em quay cho anh em ha, 4.600 ngoại hình đẹp nha anh em, vỏ nè, vỏ gai còn rất mới nha anh em, xe liền lạc. Hồi tối nha anh em nào có nhu cầu thì lúc em đọc số thì Zalo em quay lại cho anh, giờ quay sơ cho anh em chi tiết sơ cho anh em xem, tối anh em rảnh rỗi xem đỡ ghiền. Đây cabin đầy đủ, cabin cản đồ đầy đủ hết, đầy đủ đồ chơi. Xe mà xe này đời T7 luôn nha anh em, kèm cái remote này là dài 3m, ngang 2m, vỏ chính nha anh em, cao 1,5m. Đây thùng rất là cứng cáp, trước có dĩ nha, sau dĩ nha, trên có khúc dĩ nữa nè. Khúc ngọt sơ bộ anh em xem. Xe khô ráo sạch sẽ nha anh em. Mọt đẹp lắm nha anh em, mọt cứng nha, mọt rất là cứng luôn, mọt nhỏ nhưng rất là chắc chắn. Quay sơ sơ đêm mai rồi em quay lại cho anh em ha, anh em coi để anh em là có cần liên hệ. Cái điều đặc biệt ở cái xe này, khoan để em lắp cần pin em soi cho anh em, nhiệt tình với anh em luôn ha, quay mặt đêm cho anh em luôn. Để anh em nào sáng lỡ có nhiều khi có anh em sáng cần, người ta cần cái người ta liên hệ mình luôn. Đó, một đã rồi anh em, nhỏ chứ cứng lắm à, dễ thương. Chỗ chính nha anh em, 9-20 à, vỏ cũng còn ngon lắm, 9-20 thùng ha, anh em thấy không, cứng cáp sắt cứng ra ngoài cầu. Đó, cầu đây không có thắng hơi nha anh em, một cu thì không có thắng hơi, lắp lung đồ đầy đủ hết. Đây, số chữ A. Điều đặc biệt ở cái xe này là anh em biết có cái gì không, đây hai bên hai cây ti đều chỉnh chảo kích hạ thấy anh em, đây bên này một cây nữa ha, cây bên này là điều chỉnh nè, hay là cây bên này là dở lên chứ, cây bên này là điều chỉnh anh em, đã không, vỏ bọng ok, xe đầy đủ, vỏ gai còn rất là đẹp nha anh em, gai rất là cao luôn, xe sáng sạch sẽ ha, này ngon lành chưa, hệ thống tép của nó là 3 cần ha, 3 cần 3 đường nhớt để thiết bơm 2 cái ti đó nè. Xe đời T7 nha nè, đời T7 luôn. Vỏ bọng ngon lành hết, không chê vào đâu được. Đây, sạch sẽ không? Đó. Một. Rồi, cũng như thường, anh em nào mua thì liên hệ số điện thoại em ha. 0968243543 nha anh em. Rồi, xem xe Tân Châu Tây Ninh. Rồi anh em nào alo em rồi em báo giá cho anh em ha. Xe này giá hữu nghị nha anh em, giá rất là hợp lý luôn, xe giá rẻ chứ không có mắc.